Suốt Ai Cập Ký chương 27 Bàn thờ của lễ thiêu. Đóng một bàn thờ bằng gỗ xi tim hình vuông dài 2 mét rưỡi, ngang 2 mét rưỡi và cao 1 mét rưỡi, làm 4 cái sừng và gắn sừng liền vào góc bàn thờ. Thế nào cho 4 sừng với bàn thờ thành một khối, dùng đồng bọc bàn thờ, các vật phụ tùng của bàn thờ và thùng đựng tro, xuồng, bồn chứa nước, đỉnh ba và đĩa đựng than lửa đều làm bằng đồng, làm một cái giá giữ than bằng lưỡi đồng và làm 4 cái khoen cho 4 góc giá, đặt giá dưới thành bàn thờ để nó nhô lên đến phân nửa bề cao của bàn thờ, làm đòn khiêng bàn thờ bằng gỗ xi tim và lấy đồng bọc đòn, xỏ đòn vào các khoen ở hai bên bàn thờ để khiêng. Bàn thờ làm bằng ván rộng ở giữa, đúng theo kiểu mẫu đã chỉ cho con trên núi. Hành lang là một hành lang cho đền tạm, phía nam dài 46 mét, có màn sợi lanh với 20 trụ đồng và 20 lỗ trụ cũng bằng đồng, cùng với các móc bạc và các đai cũng bằng bạc. Phía bắc cũng dài 46 mét và cũng có màu với 2 trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, cùng với các móc và đai bạc. Cạnh phía tây của hành lang rộng 23 mét với các màn được treo trên 10 cột trụ, đặt trên 10 lỗ trụ. Về phía đông, tức là hướng mặt trời mọc, hành lang cũng rộng 23 mét. Một bên cửa đền có màn dài 7 mét, treo trên 3 cột trụ, đặt trên 3 lỗ trụ. Bên kia cửa vào cũng có màn dài 7 mét, treo trên 3 cột trụ, đặt trên 3 lỗ trụ. Cửa vào hành lang có một mức màn dài 9 mét do một người thợ thêu tài giỏi, thêu với chỉ gai mịn màu xanh, tím và đỏ. Bức màn được treo trên 4 cột trụ, đặt trên 4 lỗ trụ. Tất cả các cột trụ xung quanh hành lang đều được nối liền với nhau bằng cây bạc, các móc cũng bằng bạc và các lỗ trụ bằng đồng. Như vậy, chiều dài của hành lang là 46 mét, chiều rộng 23 mét, với các bức màn bằng sợi lanh bề cao 2,3 mét và với các lỗ trụ bằng đồng. Tất cả các dụng cụ khác dùng trong đền tạm, bất cứ có công dụng gì, kể cả cọc cắm lều dùng cho đền thờ và cho hành lang, đều làm bằng đồng. Dầu dùng cho cây đèn. Con truyền cho dân Israel đem dầu trong ép với trái ô liu để đốt đèn cháy sáng luôn. Aaron và các con trai phải giữ cho đèn cháy sáng luôn trước mặt Chúa từ tối đến sáng trong trại hội kiến, đặt bên ngoài bức màn, bên trong có dương rao ước. Đây là một luật lệ vĩnh viễn áp dụng cho các thế hệ hậu lai của dân Israel.